Động đất à? Không phải đâu. Đó là sự xuất hiện của One Piece Red tại các cụm rạp tại Việt Nam. Bộ phim được coi là bom tấn đã từng công phá các cụm rạp tại Nhật Bản, sẽ ra mắt các con dân Weibo tại Việt Nam kể từ ngày 18 tháng 11. Được coi như một concert chỉ có bằng chứ không thể kém so với Cosmic của Loa Không Gian, One Piece Red hứa hẹn sẽ khiến bất cứ khán giả nào cũng phải thốt lên Kimochi khi rời khỏi rạp. Vậy điểm nhấn của One Piece Red là gì? Những nhân vật nào sẽ góp mặt trong phim? Cần lưu ý những gì trước khi ra rạp để thưởng thức bộ phim này? Và khán giả đã thưởng thức bộ phim có suy nghĩ gì về nó? Xem xong video này, các bạn sẽ biết. Điểm lại một số bộ truyện gắn liền với tuổi thơ thì One Piece vẫn luôn là một thương hiệu đặc biệt duy trì sức hút theo một cách riêng mà mãi vẫn chưa kết thúc. Bộ phim One Piece Film Red được ra mắt trong bối cảnh đặc biệt kỷ niệm 1000 tập anime được phát sóng và hành trình phát triển nhân vật rất to. Đồng thời đánh dấu bộ phim thứ 15 trong chuỗi phim điện ảnh liên quan đến Luffy và các homie của mình. Để tạo thêm điểm nhấn cho đứa con cưng, Toei Animation quyết định thay đổi format phim từ những cuộc chiến dai dẳng thành những bài hát dai dẳng bằng một concert âm nhạc siêu hoành tráng tại đảo âm nhạc Elegia. Tâm điểm của concert lẫn bộ phim sẽ là cô nàng diva số 1 thế giới, Uta, aka con gái nuôi của Shanks tóc đỏ, đồng thời cũng lại là cô bạn thân thuở nhỏ của Luffy. Phong cách làm phim đầy nhạc nhẽo này không có gì mới trên thế giới. Ở những thập niên trước, các bộ phim của Disney cũng đã thành công với việc cho nhân vật hát ở trong phim. Cũ người mới ta, nước đi táo bạo này của Toei đã tạo nên một lối kể chuyện cho dòng phim Shonen vốn nặng khoản đánh đấm này. Nó có thành công không? Tí nữa tôi sẽ nói. Giờ thì hãy sơ lược qua những gì đã biết về One Piece Red cái đã. One Piece Red chủ yếu khắc họa mối quan hệ cha con của Uta và Shanks. Không biết vì lý do gì trong quá khứ, Shanks đã quyết định bỏ rơi Uta tại hòn đảo đang bị một thứ gì đó tấn công. Từ đó cô gái trẻ nuôi trong mình một mối thù với hải tặc với mong muốn tạo ra thời đại mới. Uta đã sử dụng trái ác quỷ của mình để tạo nên một vùng không gian màu trắng, thứ sẽ khiến người nghe giọng hát của cô rơi vào ảo mộng, buộc những người đó phải vùng vẫy đấu tranh để thoát ra. Trong lúc đó Shanks cùng với Luffy sẽ đóng vai trò quan trọng để cứu lấy Uta. Đồng thời những bí ẩn về nhân vật kỳ bí nhất bộ truyện sẽ được tiết lộ ngay trong bộ phim này. Không dừng lại ở đó, các thế lực bên ngoài cũng xuất hiện để tăng sự kịch tính cho phim. Mỗi kẻ đều có những âm mưu riêng, vậy nên những trận chiến sẽ xảy ra liên tục khi mục đích của các phe phái đụng độ với nhau. Một bộ phim được đánh giá là hay hay không phụ thuộc nhiều vào cách xây dựng nhân vật của nó, chiều sâu nội tâm lẫn cách triển khai động cơ nhân vật như thế nào. Và nhân vật trong One Piece Red thì có gì đặc biệt? Sự chú ý đầu tiên đổ dồn vào nhân vật Uta, với lời giới thiệu là con gái nuôi của tứ hoàng Shanks tóc đỏ. Ngay khi phim mới tung trailer đầu tiên, các fanboy của One Piece dường như đã tìm thấy thần tượng mới của mình với tạo hình mới mẻ đầy cuốn hút. Dù rằng vẫn có cái gì đó hao hao Nami, nhưng không giống với những nhân vật nữ khác từng xuất hiện trước đây. Uta có một cách riêng để nhận dạng, đó là giọng hát ngọt ngào, thứ giúp cô trở thành diva số 1 thế giới và có riêng cho mình một concert hoành tráng từ nông thôn cho tới thành thị, từ sân golf cho đến sân bóng đá, với đủ mọi lứa tuổi, không phân biệt nam nữ hay giới tính thứ ba đều biết đến Chipu. Còn Uta thì cũng nổi phết. Nhân vật này được lồng tiếng bởi Kaori Nazuka, nhưng thứ khiến cô nàng này trở nên khác biệt chính là màn góp giọng của nữ ca sĩ Ado, vốn xuất thân chỉ là một ca sĩ ẩn danh chuyên cover nhạc. Cho đến nay, cô đã có những thành tựu vang dội dù tuổi đời còn rất trẻ, với 7 ca khúc từ J-pop sập sình cho đến điệu rock bùng nổ. Ado hứa hẹn sẽ thổi hồn âm nhạc vào một Uta, đưa cảm xúc của khán giả lên tới tận nóc nhà. Âm nhạc và Uta thì có vẻ bánh cuốn ấy, nhưng mấy cái đấy chỉ dành cho mấy đứa đã Weibo rồi còn sim. Chứ cái tôi cần chính là sự xuất hiện của người đàn ông này. Shanks hay giang hồ còn gọi ông là Sơn Tóc Đỏ, cùng anh em homie cũng sẽ góp mặt trong bộ phim này. Sự xuất hiện của người đàn ông này tựa như một chiếc thìa nước mắm hảo hạng tăng thêm độ đậm đà cho bộ phim. Với danh hiệu nhân vật đang bị đàm tiếu nhiều nhất trong những năm qua, hết có cuộc nói chuyện thầm kín với Ngũ Lão Tinh rồi tuyên bố sẽ tìm One Piece, thì sức hút của ông chú chỉ biết chỉ tay năm ngón chỉ có tăng chứ không có giảm. Với sự tham gia biên kịch trực tiếp của tác giả bộ truyện gốc Ichiro Oda, One Piece Film Red hứa hẹn sẽ đan xen những yếu tố trong mạch truyện chính, tương tự như bộ phim trước đó, One Piece Stamp DD và One Piece Go. Những bí ẩn vùng kín của nhiều nhân vật sẽ được can lộ dần cho thiên hạ cùng chiêm ngưỡng. Vậy nên khi ra rạp lần này, nhiều fan đã đặt ngôi sao hy vọng ông chú sẽ show dù không phải tất cả nhưng cũng phần nào đó năng lực của bản thân. Bên cạnh đó cũng là một chút xuất thân về vị tứ hoàng này. Theo những gì đã được tiết lộ, thì Shanks sẽ cho thấy Haki bá vương của mình kinh khủng đến cỡ nào. Đồng thời khán giả cũng ngóng đợi màn song kiếm hợp bích với ông cháu Luffy. Không chỉ có thuyền trưởng, toàn bộ các thành viên của băng tóc đỏ cũng sẽ xuất hiện với những kỹ năng chiến đấu của mình. Tuy chỉ là những màn thể hiện nhỏ giọt của từng thành viên, nhưng cũng đủ để cho thấy sức mạnh của băng hải tặc này ghê gớm ra sao. Nói gì thì nói, nếu thiếu đi màn trình diễn của băng mũ rơm thì đã không còn là One Piece nữa. Với tạo hình nhân vật độc lạ, đúng phong cách các con dân đi đú idol, tổ đội do Luffy lãnh đạo hứa hẹn sẽ có màn xuất hiện cực cháy nhất là anh chàng não cao su. Theo thông tin mà tôi chim lượn được thì chỉ có Luffy mới có những khung cảnh chiến đấu rất chi là da dì và lầy lọ. Còn những cá nhân khác trong băng thì có phần mờ nhạt hơn. Đây có thể là điều khá đáng tiếc đối với những fan của những Zoro, Sanji hay thành viên mới Jinbei. Những nhân vật vẫn luôn là tâm điểm của những bộ phim trước đó. Bên cạnh những nhân vật sẽ đóng vai trò cốt yếu trong bộ phim này, còn có sự xuất hiện của một bên thứ ba với sự góp mặt của những nhân vật hết sức quen thuộc như mấy đứa con của Big Mom, Hải quân cùng chính phủ thế giới nổi bật là Hổ tím Fujitora và Khỉ vàng Kizaru, và thanh niên còn trẻ muốn đi chơi như Thánh Bartolomeo
và băng của Law. Nhưng có vẻ giống như trong One Piece Stampede, vai trò của những nhân vật này trong phim không quá rõ ràng. Chắc lại đến góp vui đấm chiếu chiếu vài cái rồi là ai về nhà đấy ấy. Tuy nhiên chính phe thứ ba này cũng góp phần tạo nên sự kịch tính cho người xem khi ra rạp thưởng thức phim. Nhất là cái khuôn mặt bố đời mẹ thiên hạ của Kizaru ấy, tếu phết. Đấy là những cảm nhận và suy nghĩ cá nhân của tôi thôi. Chứ vai trò thực tế là gì hay màn combat có đã mắt hay không thì các ông tự ra rạp mà xem. Chứ chúng tôi không spoil. Dù ai cũng biết nội dung rồi. Trở lại với câu chuyện, phong cách phim sử dụng nhiều phân cảnh cho âm nhạc thì chắc chắn sẽ có nhiều luồng ý kiến khác nhau về vấn đề này. Một bộ phận khán giả sau khi xem phim đã than vãn về thời lượng âm nhạc quá dày đặc. Có tận 7 bài hát xuất hiện trong suốt 115 phút phim được trình chiếu, tức là cứ 16 phút người xem xét lại được Uta hát cho nghe một lần. Điều này theo một số người là quá thừa thãi. Họ muốn xem One Piece với những nhân vật quen thuộc chứ không phải là một cô gái từ đâu rơi xuống, mang cái danh con gái của Tứ Hoàng mà hở ra là hát. Tuy nhiên thì đánh giá thế chắc cũng có phần khắt khe, vì nhiều khán giả khác lại có cái nhìn thiện cảm hơn với lối kể chuyện này. Họ chia sẻ rằng tất cả âm nhạc trong phim đều là những bản nhạc hay và sẽ để lại dấu ấn khó quên. Giàu tính nghe lại, chính việc sắp xếp những bài hát đúng với nhịp độ của phim đã góp phần thúc đẩy mạch phim, từ đó người xem dễ theo dõi hơn. Còn về mặt hình ảnh thì One Piece phim Red vẫn duy trì lối cũ 2D truyền thống. Chỉ có một vài khung cảnh khi Uta hát được chuyển sang lối 3D nhằm tăng tính chân thực, đồng thời làm hình ảnh của nàng diva thêm phần lung linh hơn. Bên cạnh đó, màu sắc tươi tắn, trong sáng cũng là điểm cộng của phim. Đó là yếu tố nghe nhìn. Đối với nội dung phim thì nhiều người nhận xét là ngắn gọn chỉn chu, nhanh chóng đưa vào trong tâm câu chuyện xoay quanh Luffy, Uta và Shanks, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho những khán giả lần đầu tiếp cận với phim One Piece có những trải nghiệm cụ thể, trọn vẹn hơn. Tổng kết lại thì One Piece phim Red là một bộ phim đáng xem với cách kể chuyện mới lạ cùng format mới mẻ về âm nhạc. Hứa hẹn sẽ khiến cho anh em dù là fan hay fan part time cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn. Sau khi xem phim, anh em có những suy nghĩ gì về bom tấn này thì hãy để lại ở phần comment phía bên dưới để xem các bạn có nghĩ giống chúng tôi không. Còn với tôi thì Nami vẫn xinh, Robin vẫn cháy, còn Uta thì ngon. Tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.